Vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Bùi Hữu Thắng đã tìm được công việc thích hợp với ngành nghề mình đã học. Em học ngành công nghệ thông tin, thì em tìm được cái ngành liên quan đến ngành công nghệ thông tin, thì mình quyết định đi làm. Không riêng anh Thắng, nhiều lao động khác đã tìm thấy công việc sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chứ em làm nhân viên kỹ thuật khách sạn vậy, xong dịch rồi cũng ảnh hưởng nhiều, nên em muốn kiếm việc làm ổn định hơn. Ngày nay em phỏng vấn được rồi, đạt cả hiện thứ hai làm. Theo nắm bắt của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lao động quay trở lại làm việc đạt trên 95%. Tuy nhiên, để phục hồi và phát triển sản xuất, nhu cầu tuyển dụng của các công ty doanh nghiệp tăng mạnh so với thời điểm trước Tết. Chính vì thế, kịp thời đáp ứng nguồn lao động bổ sung là việc làm cấp bách. Trung tâm của việc làm cũng đã chủ động phối hợp với ban dân các huyện, thị thành phố, các cơ sở dục nghề nghiệp thông tin rộng rãi trước khoảng nửa tháng nay. Do đó, số lượng mà người lao động đến tham gia trực tiếp cũng tương đối là đông. Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch, công tác kết nối việc làm giữa doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động tìm việc tiếp tục được tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh nhằm khôi phục và phát triển thị trường lao động trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.